Ngồi để con sẽ để dành. Cứ ăn đi con, hết thì mẹ để cho. Đâu mẹ lại biết không? Cái gì thế? Rồi nên con làm rơi nhẹ nhưng rồi vỡ lại. Nứt cái gì mà đấy? Mỗi thế thôi mà làm rơi vỡ cả bát. Chiều mai nha, chị thấy bánh kem sinh nhật của em ngon không? Bánh gì ngon thế? Bánh chị có muốn ăn không? Ôi, chị không ăn đâu. Thôi chị cứ lau ở ngoài cho đi, ở trong bàn này em biết em chưa thấy em lau rồi. Mà chị lau kỹ vào không tí nữa về mẹ lại mắng đấy. Mẹ thấy bánh sinh nhật của con ngon không? Thế nhờ. Thế mẹ có muốn ăn một miếng, con sẽ cắt cho mẹ một miếng. Cắt cho mẹ một miếng. Mà cái ô tô của ai để ở trước cửa đấy hả chị ta? Đấy là ô tô của chú bạn hàng xóm á. Để trước cửa không mặc. Lúc nãy chú bảo bà con rồi ạ. Nghĩa là không bỏ nến. Đấy đồ ăn, ăn được mà mẹ đâu phải nến. Đây là dâu tây à? Bánh gato của Thì Ra ngon quá. Nhưng mà thôi, mẹ có cái này ngon hơn của bánh gato của Thì Ra nha. Là cái gì đấy mẹ? Đố Thì Giang biết. Cho con hay sang mẹ đấy. Cho Thì Giang. Con thấy ạ. Nào Thì Giang nhắm mắt vào đi. Cái gì mà bình luận với mẹ? Thôi con nhắm mắt. Nhắm mắt.
mở mới được mở nhá. Vâng. 1, 2, 3. Tớ vung cây này ra đúng không mẹ? Con xem nhiều anh chị trên YouTube ăn cái này rồi, nhưng mà con thấy đắt nên con không dám bảo mẹ mua. Thế à? Vâng. Thế hôm nay mẹ mua đây. Nhưng mà ấy. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà có 3 màu này, màu xanh này, màu hồng này, đỏ. Màu đỏ này. Thì Giang chỉ được chọn một màu thôi. Ồ, mẹ mua 3 màu mẹ cho con mà. Nhưng mà chỉ được chọn một màu thôi, màu xanh, màu hồng, màu đỏ. Thì Giang chọn màu nào? Có 3 màu mẹ chả chọn luôn đi còn. Mà khi nào Thùy Giang được điểm tốt đấy, mẹ mới cho 2 hộp còn lại. Còn bây giờ chỉ được 1 hộp thôi. Suy nghĩ nè. Thôi, con sẽ chọn màu xanh nước biển. Con thấy nó lạ. Bây giờ con bắt ra nhé. Hai cái này mẹ cất. Lúc nào Thùy Giang được điểm tốt mẹ mới cho nhá. Ui mẹ ơi nhìn này. Màu xanh này. Cái gì mà lạch cạch trong nhà đấy? Chị ngoan chị bảo chị đi dọn bát đấy chị, mẹ. Thơm quá mà mẹ ơi. Thơm quá. Chị Anh ơi, cái kem đánh răng thơm lắm, chị có ăn không? Một hộp ý. Con để ăn thôi, gọi nó làm gì? Gọi nó ăn hết thì lấy đâu ra mà. Chị chỉ ăn một tí thôi mà mẹ. Không, mình Thùy Giang ăn thôi. Nó để cân nặng, để cân nặng. Ủa, thơm mẹ ơi, để hết kẹo con đây. Mẹ mẹ, cái này giống vị mâm xôi mẹ. Đây thì mẹ bóp cho xem nào. Ui dài chưa. Hết kẹo của con mà. Ăn lên là mày đã này. Thôi, mẹ có dành con phần ăn chứ mẹ bóp thế này nên không gì. Để con lấy nước hăng hơi còn lại đấy. Xong quá. Mẹ ăn đi nhá. Mẹ thì nhá. Nó vị mâm xôi lắm. Thôi để con sẽ để dành. Cứ ăn đi con, hết thì mẹ cho. Đâu mẹ mẹ biết không? Mỗi thế thôi mà lặng rơi vỡ cả bát. Làm ăn thì hậu đậu, không dọn đi còn gì nữa. Đứng đấy làm gì? Nhưng con sợ đứt tay. Đứt tay cái gì mà đứt tay, lấy cái chổi với cả cái hot tác mà hot đi còn gì nữa. Làm luôn đi. Thôi em xuống nhà đi, để chị dọn nốt, không lại đứt chân đứt tay em, mẹ em mắng chị bây giờ. Không ạ.